Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người một công thức làm đẹp rất đơn giản, hiệu quả, áp dụng ngay tại nhà. Vậy chi tiết công thức đó là như thế nào? Hãy cùng Hali theo dõi hết video này bạn nhé. Hôm nay thì Hali sẽ chia sẻ với các bạn một công thức làm đẹp đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà, giúp bạn có thể có được làn da trắng sáng như ý bằng sử dụng nước vo gạo. Gạo không chỉ được biết đến là nguồn lương thực quan trọng đối với chúng ta. Trong gạo còn chứa nhiều thành phần vitamin cùng với các chất oxy hóa cao sẽ khiến cho da sáng mịn, ngừa nếp nhăn, trị mụn đầu đen hiệu quả. Kết hợp gạo với sữa tươi sẽ giúp dưỡng trắng da tốt gấp vạn lần mỹ phẩm trắng da đó bạn nhé. Dưới đây là cách đắp mặt nạ gạo với sữa tươi, không phải sử dụng nước vo gạo hay bột gạo như trước đâu, mà nay là sử dụng gạo trắng đun sôi lên với sữa tươi. Để hiểu rõ hơn thì hãy cùng Hali đi chi tiết vào công thức dùng mặt nạ gạo với sữa tươi để làm trắng da đơn giản hiệu quả ngay tại nhà bạn nhé. Sữa tươi và gạo đã mang lại nhiều công dụng tuyệt vời rồi, thế nên là bạn có thể thêm một thành phần tự nhiên khác để tạo thành một loại mặt nạ giữ trắng da gấp bội. Vậy vì sao hỗn hợp này lại hiệu quả đến như vậy? Gạo giàu vitamin cùng các chất chống oxy hóa cao có tác dụng tẩy tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, đồng thời dưỡng trắng da hiệu quả và rất an toàn cho làn da. Sữa tươi chứa axit alpha hydroxy và nhiều dưỡng chất giúp làm mờ vết thâm, dưỡng ẩm, giúp da tươi sáng và mịn màng. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, dưỡng ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường, giúp da khỏe mạnh và căng mịn. Vì vậy, khi kết hợp những nguyên liệu trên với nhau sẽ tạo nên một loại hỗn hợp thần kỳ có tác dụng dưỡng trắng da, xóa mờ nám và tàn nhang hiệu quả và bên cạnh đó còn trị thâm sẹo nhanh chóng nữa đấy nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho công thức này: 100g gạo trắng, 500ml sữa tươi không đường, 1 thìa mật ong nguyên chất, bát và thìa. Cách làm như sau: cho gạo vào nồi, đổ nước ngập kín mặt gạo, dùng tay vo sạch trong 2 phút để loại bỏ bụi bẩn một cách nhanh chóng. Bắc gạo lên bếp đun sôi với một chút nước lọc. Lưu ý, ban đầu bạn có thể đun với lửa to, nhưng khi nước sôi thì hạ nhỏ nửa, đổ sữa tươi vào nồi. Đun liu riu chừng 5 phút thì tắt bếp. Dùng thìa khuấy đều tay giúp các nguyên liệu hòa quyện vào nhau mà không bị vón cục. Hoàn thành xong, bạn hãy cho hỗn hợp ra một chiếc bát nhỏ, đợi nguội hẳn thì trộn thêm một thìa mật ong nguyên chất. Cách dùng như sau. Trước khi đắp mặt nạ, bạn cần phải làm sạch da với sữa rửa mặt. Bước này sẽ giúp các lỗ chân lông giãn nở ra, đồng thời loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn. Sau đó, bạn dùng thìa hoặc sử dụng các đầu ngón tay, thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 5 phút, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để nhất. Nằm thư giãn đến khi mặt nạ khô khoảng 15-20 phút thì rửa sạch với nước. Cuối cùng, dùng khăn xô bọc kín một viên đá nhỏ, chà nhẹ lên da theo chuyển động vòng tròn, giúp các lỗ chân lông se khít một cách hoàn toàn. Với mẹo làm trắng da từ gạo và sữa tươi này, bạn nên áp dụng 2-3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Da mặt sẽ trắng hồng ngay từ lần đầu tiên bạn nhé. Sờ da mịn màng thích lắm luôn ấy. Hãy kiên trì để sở hữu làn da trắng mịn như mong ước bạn nhé. Chúc các bạn thành công! Trên đây thì Hali đã chia sẻ với các bạn công thức làm đẹp rất là đơn giản, hiệu quả tại nhà phải không nào? Các bạn cảm thấy nội dung video này của Hali như thế nào? Nếu thấy hay và hữu ích hãy nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé! Đừng quên hãy nhớ nhấn vào nút subscribe bên phải góc màn hình để nhận được những video đầu tiên khi Hali ra video mới các bạn nhé! Cuối cùng là chúc mọi người làm đẹp thành công và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo nhé! Bye bye!